Chào các bạn, hôm nay mình làm một loại pháo hoa Tết. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Còn bây giờ các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy 3 thìa KCLO3. Và 2 lưu huỳnh. Sau đó lấy lửa viết phấn dã nó vụn. Rồi mình lại lấy một lọ keo dán giấy, bóp hết ra và trộn chúng đều với nhau. Mình sẽ để khoảng 1 tiếng cho nó khô, sau đó mình sẽ lấy những hạt xà ta. Khi đã nặn được những hạt sờ ta như trên, mình sẽ lấy 2 tờ giấy A4 chắp lại theo chiều dọc. Tiếp sau đó mình cuốn nhỏ tờ giấy lại và nhét vào ống nhựa. Tiếp theo mình thả tay cho cuốn giấy bung ra, sau đó rút ra và cuốn lại cho hơi lỏng và dính keo. Xong đo và cắt lấy một hình tròn và đậy vào phần đáy pháo. Đẩy sâu vào khoảng 1 phân sau đó dính keo. Rồi mình lại lấy dao nhọn đẩy áp từng tờ giấy một xuống và dính keo lại. Tiếp theo mình sẽ đổ một ít thuốc đen vào trước. Sau đó mình quấn một tờ giấy nhỏ và cho vào giữa và cho hạt sờ ta bốn xung quanh. Khi đã cho được khoảng 2 lượt hạt sờ ta vào, mình lại dài mỏng thêm một lượt thuốc đen và cứ làm như thế đến khi nào cách mép giấy khoảng 1 phân thì mình dừng lại. Tiếp tục mình đổ đầy thuốc đen vào ống giấy ở giữa rồi sau đó rút ra. Và mình lấy đầu kéo khoan một lỗ ở giữa sau đó cắt hình tròn để làm phần đầu pháo. Cắt một đoạn dây trái chậm rồi nhét vào phần bìa vừa khoan. Mình nhét vào phần mặt pháo. Tiếp tục mình lại lấy dao nhọn tỉa từng tờ giấy áp xuống. Xong mình lấy keo dính cố định lại. Mình lại lấy 3 tờ giấy màu khác nhau để trang trí cho quả pháo. Xong quả pháo hoa, làm nó quá nhanh chóng và dễ dàng phải không các bạn? Rồi mình lấy một đoạn ống khoan một lỗ nhỏ vừa bằng dây trái chậm, có tìm chỗ đất mềm và cắm xuống đất. Sâu đến gần phần lỗ thì dừng lại. Xong nhét dây trái chậm và đổ thuốc đen rồi nhồi pháo vào là chúng ta có thể bắn rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một bình luận. Chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo.